Xin chào mọi người, chào mừng tất cả các anh chị và các bạn đã trở lại với kênh Tuyền Ô Tô Cũ Sài Gòn. Các anh chị và các bạn nào đang cần tìm mua cho mình một chiếc Innova số sàn để vừa đi gia đình vừa kinh doanh chạy dịch vụ kiếm thêm được thì tham khảo ngay em này các anh chị nhé. Thì bên cạnh Tuyền đây là Toyota Innova phiên bản 2.0e số sàn đời 2017 nhé. 2017 tới nay nhưng mới đi có 48.000 km thôi các anh chị ha. Tính ra là một năm là đi chưa tới 10.000 đâu, khoảng 7-8.000 thôi. Bên Tuyền đang bán em này với giá là 496 triệu các anh chị nhé. Bây giờ Tuyền mời mọi người cùng Tuyền nhìn sơ tổng thể về cái xe này trước rồi mình sẽ đi vào chi tiết xe nhé. Xe thì được sở hữu nước sơn là màu bạc các anh chị, khá là dễ xài ha. Đấy, cái màu rất là chuộng các anh chị, nước sơn không bị trầy xước nhiều nha. Tuy nhiên thì xe đã qua sử dụng thì cái việc có trầy xước ở một vài chỗ hay là giảm tút ở một vài chỗ không thành vấn đề các anh chị. Quan trọng là chất xe, quan trọng là động cơ máy móc các anh chị ha. Rồi, Innova là một dòng xe 7 chỗ phải gọi là quốc dân luôn các anh chị, được các anh chị và các bạn nhà mình tìm kiếm rất là nhiều ha. Em này biển tỉnh các anh chị, bên Tuyền thì có hỗ trợ các anh chị nhà mình rút hồ sơ và sang tên trên toàn quốc nên là các anh chị nhà mình yên tâm. Innova thì thị trường rất nhiều xe các anh chị, nhưng mà để tìm được một chiếc xe cọp, một chiếc xe sử dụng gia đình ít đi như thế này thì rất là ít. Nên nếu mà các anh chị nào mình ưng thì nhanh tay chốt sớm nha, đi cận hơn phần nước sơn giúp Tuyền các anh chị ha. Nắp capo không trầy xước gì hết các anh chị. Đó, đèn còn trong đẹp ha, cản cũng không có bị trầy xước gì hết nè. Đó, cho các anh chị nhà mình xem kỹ ha. Đây, mối nối cản còn rất khít nha, liền lạc đồng màu từ trước ra sau. Lớp độ gây gió tiện thấy còn khá là sâu nè. Mâm ở đây thì có bị xước xước nhẹ như thế này không đáng kể các anh chị ha. Rồi, đăng kiểm thì tiền thấy cũng tới tháng 7/2024 các anh chị, cả đăng kiểm và đường bộ nhá. Dán phim rồi về mưa chén cửa đầy đủ ha. Nhìn sơ giúp tiền một vòng keo chỉ cửa. Đây. Keo chỉ cửa nguyên zin các anh chị, nhìn sơ giúp tiền nhá. Tất cả xe bên Tuyền khi bán ra luôn cam kết với các anh chị xe không đâm đụng nè, không ngập nước, không đại tu động cơ và hộp số bao test hãng nên là các anh chị nhà mình yên tâm. Ốc chân cửa trước, ốc chân cửa sau nè, anh chủ nẹt bước chân ra vào cho mình luôn, rất kỹ các anh chị ha. Bên hông xe không có bị trầy xước hay là móp méo gì hết. Mica đèn phía sau còn trong đẹp các anh chị, bản 2.0e số sàn ha. Phía sau thì đã có cam lùi và cảm biến lùi đầy đủ rồi các anh chị, nhìn sơ phần gầm giúp Tuyền luôn. Đây, cho các anh chị nhà mình nhìn sơ ha. Sáng đẹp không vấn đề gì hết, lớp dự phòng độ gây gió cũng còn tương đối. Innova thì Tuyền còn thêm chiếc nữa, số tự động dành cho các anh chị nào cần nha. Số tự động đời 20, để Tuyền nhớ xem, 2016 các anh chị, bản G ha. Xe đó thì đi hình như là, Tuyền nhớ xem, hình như 40 mấy ngàn thôi. Giá 546 triệu á, anh chị quan tâm chiếc xe đó thì alo Tuyền nha. Rồi ở đây thì những cái đồ linh tinh của chủ trước nhà mình để lại nè, thảm táp lô ha, rất kỹ nha. Anh chủ lót sàn simili, lót thẳng ra phía sau cốp như thế này nè. Nhựa lấy đồ ra vào nè các anh chị, không bị trầy xước gì hết, chứng tỏ là anh chủ nhà mình giữ xe khá là kỹ ha. Bệ tì tai nè, những cái phần nhựa bên trong mới ken à. Từng hàng ghế đều có hộc gió làm mát cho mình hết các anh chị. Đó. Rồi, con đội tay quay, đồ nghề thì còn đầy đủ các anh chị. Nhìn sơ giúp Tuyền một vòng ốc cốp cũng như là keo chỉ cốp ha. Bên Tuyền bán xe ngoài cam kết bảo hành riêng cho các anh chị nhà mình là 6 tháng hoặc 5.000 cây động cơ và hộp số nữa nên là các anh chị nhà mình yên tâm. Đấy. Rồi ok, bây giờ mình sẽ tiến về phía trước mình kiểm tra phần nội thất các anh chị nhé. Ghế da tông màu nâu và tông màu đen, sàn simili bọc trần sạch sẽ cho mình các anh chị. Xe này Tuyền thấy mua về là sử dụng ngay thôi, những cái trang bị cơ bản thì đã đầy đủ rồi các anh chị ha. Vô lăng ở đây còn khá là đẹp các anh chị. Mình nhìn vô lăng, mình nhìn cần số, mình nhìn nội thất để mình đánh giá xe có đi đúng chuẩn Odo hay là không ha. Logo còn rất đẹp các anh chị nè. Xe mình đi là 48.234 km chuẩn các anh chị. Táp lô không có trầy xước gì hết ha. Màn hình ở đây là màn hình zin theo xe từ 2017 tới nay mà chưa tháo siêu nè các anh chị. Đấy, dưới này có chế độ eco tiết kiệm nhiên liệu, cần số thắng tay còn khá đẹp ha. Bây giờ mình sẽ tiến về phía trước mình kiểm tra phần động cơ các anh chị nha. Quan trọng vẫn là máy móc và động cơ ha. Tuyền sẽ kiểm tra thật chi tiết để các anh chị nhà mình biết được tình trạng xe thật sự của em này là như thế nào. Nếu được mình lên mình xem xe trực tiếp hoặc là chuyển khoản đặt cọc thì sẽ hỗ trợ giao xe tận nhà cho các anh chị nha. Rồi, nhìn sơ giúp Tuyền phần ốc của
nắp cabo cũng như là keo chỉ cabo. Xe mới về hoàn toàn là chưa vệ sinh gì hết nên là có phần hơi bụi, hơi dơ tí xíu. Các anh chị nhà mình xem video thì thông cảm giúp Tuyền ha. Còn một khi xe bàn giao đến tận tay quý khách hàng thì đảm bảo xe phải được vệ sinh sạch đẹp ha. Khung sườn, máy móc nguyên zin các anh chị. Rồi, ok nha. Rồi tiện nhắc lại thông tin chiếc xe này một lần nữa các anh chị nha. Toyota Innova phiên bản 2.0e số sàn đời 2017, đi mới có 48.000 km thôi. Bên Tiền đang bán xe này với giá là 496 triệu và giá đây Tiền báo thì còn bớt lọc lá cho các anh chị nào thiện chí mua xe nhanh gọn lẹ nha. Các anh chị nào thích chiếc này nhanh tay liên hệ Tiền qua số điện thoại bên dưới. Còn ở tỉnh xa nếu thích chiếc này chưa thể lên Sài Gòn xem xe trực tiếp lên được thì xem hết video của Tiền ngày hôm nay nè, chốt giá nè, chốt ngày nhận xe rồi chuyển khoản đặt cọc giúp bên Tuyền tầm khoảng 10 triệu 20 triệu mình giữ xe lại các anh chị nha. Rồi mình hẹn ngày mình lên mình xem xe, lên xem xe cứ đi test hãng thoải mái, nếu không đúng với những gì bên Tuyền làm cam kết thì sẽ hoàn cọc cho các anh chị 100% và chịu luôn những cái chi phí test hãng đó ha. Còn được nữa thì sẽ hỗ trợ giao xe tận nhà luôn nên là các anh chị nhà mình yên tâm nha. Và 7 chỗ giá mềm mềm thì hiện tại bên Tuyền đang còn Xpander bản Eco 2020 nè, bản Premium đời 2022 chứ, bản Premium đời 2022, rồi có cả Suzuki XL7 số tự động đời 2021 nữa, Innova số tự động Tiền cũng có và những dòng xe cao cấp hơn như Fortuner, như Sedona, như Santa Fe Tiền cũng có. Nên là các anh chị nhà mình đang cần tìm mua cho mình một chiếc xe 7 chỗ như thế nào, nhớ alo Tiền đi thì sẽ tư vấn để các anh chị nhà mình lựa chọn được một chiếc xe phù hợp nha. Rồi đừng quên bấm vào đăng ký kênh của Tiền đi để khi có xe mới nhất bên Tiền về, Tiền đăng lên thì các anh chị sẽ là người đầu tiên xem được. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị và các bạn ở những video tiếp theo. Đứng.